Julie xin chào tất cả quý vị và thưa quý vị một tin tức được chú ý trong ngày hôm nay trên mạng xã hội về việc mà báo chí nước ngoài liên quan đến hai nghệ sĩ Việt nổi tiếng cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Sáng ngày 1 tháng 7 thì dư luận rất xôn xao về thông tin mà một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam có hành vi xâm hại tình dục cô gái một người người Anh 17 tuổi và sự việc xảy ra vào tối thứ Sáu ngày 24 tháng 6 trên đảo machaca thuộc Tây Ban Nha và theo thông tin sau đó được biết là bộ đôi nghệ sĩ này bị bắt tại một khách sạn vào ngày 25 tháng 6 và hiện đã được tại ngoại nhưng mà bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra dù truyền thông phương Tây vẫn chưa tiết lộ danh tính nhưng mà cư dân mạng và báo chí việt nam đã đưa ra những uh, gọi là suy đoán và dường như là kết luận được dựa trên thông tin chính thống được chia sẻ từ hai người nổi tiếng này và cư dân mạng đã cho biết danh tính của hai người này được nhắc đến uh, đó là có thể là nhạc sĩ hồ hoài anh và một diễn viên rất quen thuộc trên uh, đài truyền hình của việt nam đó là hồng đăng và hai nhân vật này được nhắc nhiều nhất một cách tình cờ, cả hai người này đều có chung chuyến công tác tại Ý và Tây Ban Nha. Trước đó không lâu thì nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chia sẻ những khoảnh khắc của mình trên mạng xã hội về việc mà đi đánh golf tại đảo Majorca ở Tây Ban Nha và cả hai nghệ sĩ thường xuyên khe, khoe ảnh cũng như là clip cùng nhau đi chơi, khám phá cảnh đẹp và những món ăn ngon tại đây cùng thời điểm này thì chị anh đào tức là vợ của diễn viên hồng đăng cũng chia sẻ chồng mình bị mất điện thoại và chia sẻ với truyền thông về vụ việc thì nhạc sĩ lưu thiên hương là chị vợ của hồ hoài anh cho biết tôi nghĩ hồ hoài anh không liên quan đến những ồn ào trên mạng anh là một nghệ sĩ nổi tiếng làm sao có thể làm như thế được điều đó rất vô lý Đồng thời cô cũng cho biết là Hồ Hoài Anh có gặp một sự cố trong chuyến đi khi mà bị mất điện thoại và hộ chiếu. Tuy nhiên sau khi mà nhờ sự giúp đỡ của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và có thể về nước trong đêm nay. Theo Daily Mail và nhiều báo nước ngoài thông tin thì một cô gái 17 tuổi người Anh đã tố cáo bị hai người đàn ông được mô tả là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam cưỡng hiếp trên đảo Matoka. Hai nghệ sĩ người Việt, một người 37 tuổi, một người còn lại là 42 tuổi đã bị bắt tại khách sạn vào ngày 25 tháng 6 theo giờ địa phương và hiện đã được tại ngoại như thông tin đã đưa nhưng mà vẫn không rời khỏi Tây Ban Nha. Đó là về phía báo chí cũng như là truyền thông ở Tây Ban Nha cho biết nhưng mà về phía người nhà của Hồ Hải Anh thì nói rằng anh ta có thể về nhà vào tối ngày hôm nay, ngay sau khi mà sự việc ồn ào À, xảy ra thì luật sư là Đặng Văn Cường thuộc văn phòng luật sư Chính Pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu thông tin hai nghệ sĩ bị tố hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha là thật thì đây là một sự việc rất đáng buồn, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi rất đáng lên án về mặt đạo đức, làm xấu hình ảnh của quốc gia, nhất là khi đó là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tuy nhiên thì um, cho đến hiện nay báo chí cả ở việt nam vẫn không gọi là không dám để có thể khẳng định thông tin này uh, tất cả chỉ là những suy đoán và một sự trùng hợp và vẫn tiếp tục để chờ đợi những thông tin chính xác từ cơ quan chức năng xét về góc độ pháp luật thì theo luật sư đặng văn cường trong trường hợp mà hành vi của hai nghệ sĩ này uh, Cấu thành tội hiếp dâm thì theo quy định tại điều 6 Bộ luật hình sự 2015, công dân Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của bộ luật này. Mức phạt đối với tội hiếp dâm nếu phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi là bị phạt tù từ 5 cho đến 10 năm và mức phạt cao nhất đối với tội này có thể lên tới tù trung thân trong những trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó thì luật sư Cường cũng cho biết thêm, việc mà xử lý tội phạm diễn ra tại nước ngoài còn cần đến sự hỗ trợ của nước bạn thông qua các hiệp định tương tự tương trợ về tư pháp về hình sự giữa việt nam và nước sở tại cụ thể ở đây là tây ban nha và theo đó việc mà dẫn độ tội phạm giữa hai nước phải bảo đảm phù hợp với những điều kiện những điều khoản đã ghi trong hiệp định tương trợ tư pháp và nước ký kết này sẽ dẫn độ công dân của nước ký kết kia đang ở trên lãnh thổ của nước mình cho nước kia để có thể tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là để thi hành bản án quyết định hình sự trong trường hợp mà không có hiệp định tương trợ về tư pháp thì việc tương trợ trong việc dẫn độ cũng như là hỗ trợ điều tra sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các quốc gia trên nguyên tắc có đi có lại trong từng những trường hợp cụ thể và hiện nay việt nam và tây ban nha thì cho biết là đã có ký kết một hiệp định tương trợ về tư pháp về hình sự theo dự luật mới được thông qua vào tháng 5 năm 2022 ở Tây Ban Nha thì quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tội hiếp dâm và phải chịu án tù lên tới 15 năm. Và theo điều 179 Bộ luật hình sự tại Tây Ban Nha thì người phạm tội hiếp dâm có thể bị xử phạt từ 6 đến 12 năm tù. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2022 thì Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dự luật yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục. Dự luật mới xác định sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, rằng sự im lặng hoặc là thụ động không phải là sự đồng ý. Vì vậy, quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là hiếp dâm và phải chịu án tù lên tới 15 năm với vụ việc này thì cần chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan tố tụng trên cơ sở các căn cứ về pháp lý cũng như là tiến trình thực hiện các thủ tục tố tụng tại nước sở tại theo đó nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan chức năng sẽ cần phải tiến hành các cuộc điều tra xác minh rõ ràng hành vi của các cá nhân có liên quan để có thể căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật đây là những điều những thông tin mà luật sư đặng văn cường đã cho biết và thưa quý vị như thông tin đã đưa thì cho tới hiện tại báo chí cũng vẫn chưa có thể đưa ra một khẳng định chắc chắn về danh tính của hai nghệ sĩ này nhưng mà dường như nó đã xác định được hai người đó là nhạc sĩ hồ hoài anh và hồng đăng và nếu như quý vị nào mà ở việt nam và hay theo dõi thì sẽ biết được hai nghệ sĩ này là những gương mặt đã rất quen thuộc trong các bộ phim của truyền hình cũng như là các bài hát các show truyền hình về âm nhạc nổi tiếng à, hãy cùng chúng tôi cập nhật tin tức này và chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị à, ngay khi có những thông tin mới nhất xin chân thành cảm ơn